Thông qua các đề án chuyển đổi giống cây trồng, chương trình nông nghiệp công nghệ cao hàng năm, các huyện thành trong tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi diện tích chè giống cũ, năng suất và chất lượng thấp sang trồng chè giống mới, chất lượng cao. Theo chuỗi liên kết gắn với sản xuất chế biến và tiêu thụ như các giống chè TB14, Ô Long, Tứ Quý, Kim Tuyên, Ngọc Thúy. Theo đó, tổng diện tích chè chất lượng cao, chè cao sản ứng dụng sản xuất công nghệ cao toàn tỉnh đạt gần 3.560 ha, chiếm gần 32%. Trong đó, sản xuất ứng dụng công nghệ cao đã hội đủ các tiêu chí công nhận một vùng chè 376 ha tại huyện Bảo Lâm, tiếp tục công nhận thêm một vùng chè 600 ha tại thành phố Bảo Lộc. Riêng 315,4 ha, diện tích chè của 51 nông hộ, hợp tác xã và 7 doanh nghiệp đạt chứng nhận Việt Gáp, ước sản lượng đạt 6.416,5 tấn. Ngoài ra còn có 5 ha chè chứng nhận hữu cơ. Diện tích chè khác sản xuất theo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM và được các đơn vị thu mua kiểm soát thường xuyên về quy trình canh tác và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.